Ôi, đào mẹ ra ngoài luôn rồi. Sâu thật. Cuối cùng thì ok, chỉ là một cái kim tự tháp thì. Ôi, kim tự tháp hai đầu luôn đấy, Sơn ơi. Quay lại. Hai đầu, Sơn đâu ấy? Sơn đâu rồi? Kìa. Thấy Sơn rồi nhé. Sơn nó trên em nè, Sơn ơi. Sơn. Sơn, từ từ để em đào lên bác. Đâu rồi? Em tìm được vũ khí mới. Không biết là có đánh được phải không? Ê. Chịu. Không tìm thấy cái cửa ở đâu. Mà công nhận cái này nó bự thiệt chứ ta. Từ để mở cái set item. Cái bên một autumn. Ở đây bên autumn này. Xem đây có gì nhỉ? Không phải cái này. Không biết ở đâu nhỉ? Ở đây bên autumn nè. Không có tìm autumn được à? Không được. Thanh niên đào đâu rồi? Thanh niên. Thanh niên thấy cửa chưa? Chưa. Đào xong lại đéo có cửa, chết mẹ. Ủa cái này có thêm set tìm loại mới nữa nè. Ờ. Bấm G đi. Cái Enderman thì gì đó. Màu hồng mới kinh chứ, phải liền cái màu. Có cái engine nào mà biến thành Superman không? Có. Ê, 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 ê. Ôi, cái này sâu vãi ra. Anh Nguyễn Thị Sói. Cái này sâu lắm. Không biết cái đế là cái gì mà tắm nơi nhỉ? Ờ, cái đế gì mới làm gì ta? Chịu. Bây giờ bắt đào dùm em cái. Xa lắm. Đang coi đồ. Ôi cái này sao lại thế nhỉ? Đây cái máy. Xoáy ngu vồn. Tao đúng lưỡi kiếm chết. Cái chèm nó đã chết. Bố tổ chúng mày. Bố mày vứt. Em thấy cái kim tự tháp chìm rồi các bác rồi. Ủa con bỏ làm gì nữa ta? Bốn cục vàng với một cục kim cương. Con bỏ để làm được vào đây các bác. Thế bác lấy con bỏ lấy ở đâu ra? Chế vậy. Nó chế được bỏ rồi, gãy ghê. Ờ. Em tưởng phải đi sang Ai Cập lấy gọ về mới được. Cái phim ấy. Vãi phim. Qua thời gian ngồi coi chế được cái quái gì. Bố mày chế sẵn hẳn 4 cái cuốc nhá. Bố mày chấp mày. Đọc hết 40 cuốc chưa có. Ôi ôi, quăng nhầm cái NDP rồi. Ủa cái này có thêm cái gì mới nữa ta? Ôi mẹ hư mẹ nó cái đầu rồi. Cái khai đờ là cái gì ta? Móc móc. Móc móc, móc cua à? Trời ơi. Con pet là cái gì ấy? Không tìm thấy cái này này. Đủ thứ mấy món mới, mình chả hiểu là cái gì. À, tạm gác chỗ đấy lại, ra đấy chuyển chỗ này với em đó. Từ đi bác. Em bắt đầu đi vào. Phải set ấy ở đây hả? Em chỗ này em cũng set rồi. Có cả rồng nữa kìa. Cá rồng. Ôi mẹ đào lên trên rồi nè. Vãi cá lôn. Vãi. Vẫn chưa tìm thấy gì hết. Vẫn chưa thấy cái cửa. Đồ mé. Này nhiều nguyên liệu mới quá ta. Vậy là phải qua nhiều thế giới khác hả? Ôi cái cửa đó ở đây à. À không phải. Cái này chắc là Sơn đào với ai đào. Bắt đầu thấy nội thất bên trong. Kiếm vàng nè. Từ 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 để set cái chỗ này lại đó. C. Mất dạy. TP Kirito. Từ từ từ, à quên, cái kiếm nó ấy rồi. Kiếm ấy mất tiêu rồi. Cái này có kiếm laser từ lưa nè. Cave Rock Team. Cave. Sơn, làm ơn đừng đọc tiếng Anh. Tưởng là tiếng Anh mà bọn em thấy tận mình. Cà phê.
Đúng rồi. Không biết được chuyện ngoài bác em cà phê nào còn nào. Thấy chưa Piu ơi? Đây không? Ôi muốn bùng cháy. Ôi sợ thật. Sơn thanh niên đâu rồi? Thanh niên Piu rồi. Ừ. Không có mấy cái team trong này không hiểu. Em đang bảo bác ơi, bác chiến mà Lâm đục nát luôn. Ôi. Em đục mẹ kiểu cả hai cái vựa tháp rồi ấy. Đùa. Cái này to vãi ra. Lại cháy rồi. Hay là mình đem bánh mì theo. Quên mất rồi. Mẹ thanh niên đi trong bóng tối mới được như vậy. Lại ngõ cụt. Khi nào tìm được phát ra hôm qua. Ôi. Thấy chưa, thấy chưa? Yeah. Ở đây rồi. Lên nhá. Nhìn này, em gọi kiếm to rồi. Ê, em lên luôn rồi. Ô, lên. Lên. Fuck. Ôi, what? Summer by Lâm là sao? Ôi, nó đập phát. 300 máu, 300 máu. Tao có đập em thật là hết nhanh máu thế. Đứng 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 một góc đập thôi, đừng đập nhau. Bố mẹ ra. Sao nó lại cứ cứ ấy em này thế nào? Ô mày. Đừng quánh lộn luôn nha, quay liền. Đấy thì cứ ép nó vào góc rồi cứ đánh. Đấy. Khỏi summon gì luôn. Ô nó summon rồi, nó summon rồi. Chắc đang này sắc ướp. Con này là con thứ 11. Đây có gì không? Quay liền. Nhanh vỏ. Tân cát là cát này, phải bỏ bớt rồi. Em có cái áo dư cái áo giáp này, Sơn lấy không? Đây. Đây. Phải liền thanh niên hốt hết. Đâu, em thấy nãy tự nhiên nó bay. Ô, nó cứ bay vào người em. Ơ, bay vào người bác à? Nhìn mong nhanh rồi. Chưa mà. Gì ấy, thanh niên quăng em cái gì ấy? Có cái áo giáp nào đâu? Quăng rồi mà. Nó bay vào người em. Đâu, thèm gì? Nhìn đây, nhìn đại ca đây. Đấy, quân lít quần áo rồi. Bố tổ. Quay về cái chỗ kia đi Sơn ơi. Đây em có quay voi ra ngoài rồi lên ngay. Sơn. Rồi ra ngoài rồi. Đây, bên này có một cái nữa này. Bên kia. Bên kia Sơn ơi. Ừ? Quay về cái chốt mất dạy đi. Chúng ta quay về chỗ con dạy nha, em đi tìm chỗ, tìm đường cái người ta mới. Bác cứ tự nhiên, em sẽ quay về cái chỗ con dạy. Cái này có vẻ ấy phết đi. Nào là viên tự tham, đường vào viên tự tham đấy các bạn. Nếu mà mình đánh hết bao nhiêu pharaoh thì sao nhỉ? Thì chả sao rồi. Mình thành thánh à? Thành thằng giết pharaoh đúng không? Mẹ lại được cái achievement Pharaoh Killer. Đó, Pharaoh Hunter này. Kia là một cái kim tự tháp nữa này. Nhưng mà cái này kim tháp mẹ sinh đôi này. Sinh đôi chắc nó chỉ là để làm cảnh. Ôi cái kim tháp to vậy. Đào mãi không thấy lấy đâu rồi. Mấy cái silver ring làm gì ta? Không biết. Nhìn silver mà, nó bảo là silver mà nhìn toàn như gỗ ấy. Silver à? Ôi, hai kim tự tháp liền ngay đây. À, ôi. Kim tự tháp sinh đôi kìa. Đâu? Trên mặt đất luôn. Đây kìa. Đâu? Nhìn ra bên kia kìa. Ô, mẹ mờ quá. Ôi, sinh đôi. Đi, hai đi. Ôi, đi qua đây trước không? À, đi đây trước nè. Để em đặt vịt. Sơn. Ừ. Đi. Ồ, lại sâu rồi. Pyramid 002. Pyramid 002. Ủa đợt, toàn ấy thôi. Lắm chắp ấy.
chưa thấy nhỉ. Ôi, ấy rồi, cột rồi. Đây luôn này. Đấy, thanh niên đi đâu? Đây này. Ôi, cháy, muốn bùng cháy. Khoan, từ từ em học. Ôi, không biết, không, chưa kịp nói. Em tới đây. Chỗ nào vậy? Đây, teleport nhanh lên, bỏ mẹ ra. Ôi, mẹ hư mẹ cây ấy. Ôi, con mummy cứ đánh mình thôi. Chết mày. Vãi. Vãi, đập cho em. Ơ, chả có gì trong hòm này. Vãi. Ôi, gặp pha 15 nhé. Cút pha 15. Nãy là bao nhiêu ấy nhờ? Nãy là 12 rồi bao nhiêu? 12. Bill có set ra đường ra ngoài không đây? Có. Ra ngoài đi. Đi ra mít công ai. Sợ thật. Đi qua bên kiếm tháp đôi đi kìa. Bên cạnh nó còn một cái nữa. Uầy, lắm thế. Ủa, cái gì này? Cái mai hay là cái đường vào? Cái gì nè Piu ơi? Ôi xì cái mai. Đi đâu ơi? Bánh mì không no được. Bánh mì không no được, bánh mì mốc ăn ra được. Ở đâu ấy? Đường vào đâu ấy? Đường vào đâu ấy? Biết. Hay là phải đào? Không biết. Không có đường vào. Đi đào đi. Có đào đi, em sang xây tự tháp phong 3 rồi em này. Tự tháp phong 3. Cứ đặt đứng trước cửa xong đặt waypoint. Có TNT không nhỉ? TNT chế như thế nào nhỉ? Ở đây có thêm một cái tìm tháp nữa nhỉ? 3 cái cơ. Đây ok. Từ để G đi, TNT. Set item TNT. Sen với lại gunpowder. Thuốc súng ở nhà nhiều lắm. Khi mình sắp 03 đâu rồi. Được rồi. Sao cứ chạy tí rồi đói nhỉ? Chờ xin đi. Bố đã vào khi mình sắp 03 chưa? Đang. Rồi. Ôi, cái gì? Ôi. Thế dưới toàn là cát. Thì đây là sandworm mà. Không, có rồi. Cây rồi. Tự nhiên máu vô. Ở đây rồi. Bây giờ bác lại định làm gì? Em thử cái này xem được không? Bây giờ nó thường xuất hiện ở sau cái hòm nó. Chặn lại á? Chặn mẹ nó lại. Phải lịn. Bây giờ cái sen mà nhầm. Ơ, đúng rồi, cho nó đứng lại đi. Cho nó chậm lại đi, mình đứng ở đây đánh thôi, đừng cho nó qua. Đấy, chỗ nó rồi. Chặn hết lại, chặn đây lại luôn. Đừng chặn đấy không xuống được. Sầu vãi thanh niên. Em chặn đấy đâu, sao không xuống được. Xuống nó bị ấy. Đấy. Không tí đào ra không đi. Bây giờ mở luôn nha. Mở nha. Nó mất vãi cả lọt. Kiếu. Cả cát ra, cuốn ạ. Bây giờ tôi lượt cát. Xong. Đi sầu hay tìm đi. Ôi, chết rồi thanh niên ơi. Niên rồi. Không thấy gì cơ. Cho nó bị hít bởi mummy. Cho nó đứng lại đi. Ôi thằng này đập được cát à? Thằng này đập được cát. Anh ấy là bot. À 11.
Con này bao nhiêu ấy? Con này là bao nhiêu ấy? Con 11. 11 lấy rồi mà. Ủa nó lại summon mommy kìa. Cứu. Chết mãi thôi. Ôi. Chết rồi. Chả được gì. Cái hộp. Ơ kim cương. Bố mày hack rồi nha. Bố mày hack rồi. Kim cương. Thôi được. Full set rồi. Còn cái quần nữa là đủ. Đậu xanh. Được cái dây chuyền nữa này. Đi qua kiểm tra khác đi, bác có ấy ở ngoài không này? Có. Đi ra đi. Pyramid 003. Còn cái nữa mà, hình như còn cái nữa mà. Thanh niên Sơn rồi nhỉ? Hay là lại đi mai rồi? Đang trên mặt đất. Gì? Ra biển rồi, thấy biển rồi, ra liền. Trời, thấy biển rồi. Biển cá à? À. Bãi biển. Đây có cái kiếm gì nè, lạ lắm. Lại cái hình nhân nữa. Ôi cái có gì ở đây nè? Cái gì? Blast Seed. Cái Blast Seed là cái gì ấy? Seed mà phẳng á. Có từ Blast Seed. Cứt phẳng á. Ờ, thế mới bảo. Blast Seed. Blast Seed. Trang set. Sen cắt lạ này. Là thế nào? Xong rồi Iron Ore nữa chứ. Lại còn chỗ mà gì quên. Kỳ cục. Sắt nhá. Quảng sắt. What the fuck thành điên. Chỗ này có vẻ nhiều nước. Ở chỗ này có cả một con sông hình cái cu này. Hình cái cu. Ăn cái này đi vào tí là đói ngay. Bánh mì không. Mì thôi mà. Có thể là bánh không mì đâu. Ai cản rêu. Hình động là gì nhỉ? Kim cương này mới lên. Đi vòng vòng ở ngoài đường không cũng có kim cương. Mấy khu di tích là có mấy cái hòm đồ ráo. Anh Niên hack nhanh lắm. Thế mà cắt lạ cái gì. Được em đi bánh mì thôi mà. Ồ đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cương ở trên mặt đất này. Vô lý nhỉ. Lâm đánh dấu cái chỗ này, đánh dấu chỗ này tí đi. Ồ, ôi, có cái so, ôi, có cái kiếm. Cây này, cái, có cái kiếm lạ này à. Kiếm lạ. Đây nè, đây cho xem. Cái gì ấy. Cái cây cái màu vàng gì. Ờ. Em đang cầm. Đậu xanh. Ờ. Ôi, ôi, đây kinh vốn nữa. Ủa. Thành điên la. Đâu. Đây nè. Có mà. Đây đây. Ơ. Sâu. Em có từ lâu rồi, đánh hỏng. Ơ, có này gì sâu vãi à. Bực không một. Ơ, đừng. Đùa tí. Đừng, hết máu. Đánh dấu chỗ này đi. Làm gì? Con về cổng, em chưa đánh dấu cổng. Không lẽ đây là con nhầm về chỗ sơn sơn trong thì bác ấy chỗ này đi. Cái con gì nhỉ? Quên à, ấn C. Ở đây rồi. Bánh mì. Lực cũng sắp ma thuật luôn à. Ôi, lại kim tự tháp lại bị chôn rồi. Thì về đi. Để em về em. Từ kim tự tháp, bác đánh dấu đây pyramid 04 hay 05 nhỉ? 4 rồi. Về nhà gửi đồ cái đi full đồ rồi. Gửi đồ nhá. Để từ em đánh dấu pyramid. Về. Đủ. Đánh dấu pyramid đi. Piu ơi. Piu. Pyramid. Đánh dấu đi. Về nhá. Tí nữa em phải quay lại cái khu bất dậy mới được. Anh, về đi. Rồi. Gì ấy? Sao bác lại về bên kia, về cổng đi chứ. Từ để quay lại. Vào. Rồi. Ơ. Về luôn rồi, còn gì. Đấy.
tôi coi thế giới bên kia sao đạt được. Tôi nhầm, tôi nghĩ hầm. Rồi.